Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Trắng Auto, một kênh truyền hình thực tế về ô tô và xe máy. Ngày hôm nay, chuyên mục của chúng ta chính là đối đầu. Hai chiếc xe trải nghiệm hôm nay có cùng một mức giá tiền với nhau nhưng mà chả liên quan gì đến nhau cả. Đó là chiếc Hyundai i10 và chiếc Ducati Scrambler. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Trước khi đến với chuyên mục đối đầu thì chúng ta hãy làm quen một chút về hai chủ phương tiện của hai xe ngày hôm nay. Xin chào hai anh ạ. Hai anh có thể cho em biết được là hiện tại hai anh đang làm gì, tên tuổi của anh ra sao và các anh đã có vợ con chưa? Mình là Thắng, hiện tại mình đang công tác tại CMC Telecom. Mình có vợ rồi. Tại vì hiện tại anh đang sống ở đâu ạ? Mình đang sinh hoạt tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Còn chào bạn, mình là Đức Anh. Mình cũng đang sinh hoạt tại bến xe Gia Lâm. Ôi trời. Hai anh là thầu luôn hai bến xe lớn nhất thì các bộ đấy. Tại mình sắp lập gia đình. Tức là vẫn trai tân. Cho em hỏi một chút là hiện tại anh Thắng đang làm chủ phương tiện xe nào ạ? Mình đang sở hữu chiếc Hyundai i10. Hyundai i10. Thế còn anh ạ? Mình cũng đang sở hữu chiếc Ducati Scrambler. Ducati Scrambler. Anh ơi cho em hỏi là khi mà anh mua cái xe này về thì cái giá của nó là khoảng bao nhiêu anh? Dòng Scrambler này nó có rất nhiều phiên bản là Icon và bản Enduro. Nhưng mà mình sử dụng dòng Icon bởi vì mình đã cảm thấy rất đẹp về bề ngoài với nó. Mình rất ưng về bề ngoài. Tức là ngoại hình của chiếc xe. Rất là đẹp. Vâng. Còn cái giá của nó thì không chênh nhau nhiều so với các bản của Ducati. Nhưng mà mình chọn dòng này nó chỉ có 350 triệu. Đấy thì để mà lăn bánh và mình là tầm hơn 360 triệu. Hơn 360 triệu. Thế còn cái Hyundai i10 em có biết sơ qua một chút về giá của nó và em thấy hình như là cũng xem với giá của cái Ducati đúng không ạ? Anh có thể cho em biết được là khi mà anh sở hữu cái Hyundai i10 đấy anh mua về thì giá của nó là bao nhiêu? Mình mua cũ lại từ một chủ xe khác thì mua về nó hoàn thiện tất cả mọi thứ rồi thì cũng có giá tương đương với cả chiếc Ducati của bạn. Có giá là 360 triệu. 360 triệu. Nhưng mà nếu mà mua mới thì cái xe này là bao nhiêu ạ? Mua mới thì nó rơi vào khoảng chừng 450 triệu gì đó. 450 triệu. Thế nhưng mà tại sao anh lại chọn chiếc xe Hyundai i10 này mà không phải là một cái xe khác? Trước đây thì mình sở hữu Fortuner. Nó rất là to. Lúc đấy thì nhu cầu đi lại của gia đình cũng nhiều. Mình cũng thích đi chơi nữa, thỉnh thoảng đưa cả gia đình đi chơi. Nhưng mà mới gần đây thì khi mình lập gia đình và có em bé thì cái việc đi lại quá nhiều nó không còn nhiều nữa. Cả một cái cực kỳ quan trọng đấy là ngoài cái việc mình đang công tác ở CMC Telecom vào buổi ngày thì buổi tối mình là một nghệ sĩ xây nhạc tự do. Thế tức là nhỏ và tiện cho cái việc là luồn lách đi lại ạ. Tức là buổi sáng thì là dân văn phòng nhưng mà buổi tối anh thoát chắc là một nghệ sĩ đúng không? Thế nhưng mà anh ơi, em cho em hỏi là với cùng một mệnh giá tiền như thế mà có thể mua được con xe 4 bánh rồi, tại sao anh lại chọn một con xe máy mưa là vẫn phải mặc áo mưa, vẫn ướt người? Đúng, rất nhiều người đặt hỏi câu hỏi đó. Nhưng mình thật ra là mình trả lời câu hỏi là mình chưa chạm đến mốc của anh Thắng. Anh Thắng đây là mình chưa có gia đình, mình còn trẻ nên mình rất muốn trải nghiệm tất cả các dòng xe, tất cả các trải nghiệm về cung đường. Mà biết rằng là đường Việt Nam đường rất hẹp nên thành ra những cái xe ô tô không thể phù hợp dành cho công việc của mình. Mình sử dụng đi lại trên đường Việt Nam rất nhiều. Đó, nên mình sẽ sử dụng xe phân khối lớn 2 máy. Đó, thì qua cuộc nói chuyện với hai anh thì em cũng có thể biết được là suy nghĩ của giới trẻ khác và suy nghĩ của những người lập gia đình khác. Giới trẻ là cứ thích bôn ba chỗ này chỗ nọ rồi là thích được cái sự thoải mái, sự trải nghiệm. Còn khi mà có gia đình như anh rồi thì người ta thích lại một cái gì bình lặng hơn, là cái gì cũng phải là an toàn.
có cái chiếc xe ô tô bằng giá tiền như thế thôi, nhưng mà là mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, thoải mái đưa vợ con đi chơi, không bị lo nghĩ gì cả đúng không ạ? Rồi, em thấy cái sự trải nghiệm của anh cũng rất là hay đúng không ạ? Tại sao anh lại chọn con Hyundai i10 mà trong khi đó chiếc xe hai bánh đi lại thoải mái hơn? Mà thật ra so với em thấy nếu mà đi ngoài đường để chọn giữa Ducati và i10 thì em thấy cái từ Ducati nó đẳng cấp hơn hẳn, và nếu mà em thì em cũng sẽ chọn Ducati. Tại sao anh lại chọn con xe đấy? Thật ra ấy, thì Ducati ok, nó thương hiệu lớn, nó oách. Bây giờ đi ra đường mà trai rẻ mà chạy Ducati và sau đấy đằng sau là một cô em rất là ngon lành, ok anh cũng thích. Nhưng mà vấn đề là bây giờ ví dụ như là anh đang nhu cầu anh đi diễn, chống của anh rất là nặng, anh vứt vào cốp cái một là xong, anh đi thôi. Bây giờ đi lại như này xong lại đeo chống đằng sau nữa thì nó là khoảng một sự vất vả đối với anh. Mặc dù là anh cũng kể ra thì tuổi trẻ của anh cũng gắn liền với chiếc xe khối phân lớn đấy. Nhưng mà anh Thắng ạ, em thấy anh thật sự vẫn còn trẻ, anh vẫn còn ham đi chơi, anh vẫn còn nhiều nhiệt huyết ngoài đường, nhưng mà sao anh không sử dụng xe? Em bởi vì em thấy thật sự anh đi ô tô có gia đình thật đấy thì nó chỉ là phục vụ để chung cho gia đình thôi. Nhưng mà còn thỏa mãn đam mê của mình định gò bó nó vậy à? Giờ đam mê của anh thì từ lúc có lẽ là tầm tuổi em hoặc là trẻ hơn một chút thì anh cũng rất là thích đi mô tô, rồi đi cào cào, rồi là đi các dòng xe cổ với Vespa hay là đi xe Min, cũng trải nghiệm cũng khá nhiều rồi. Nhưng mà lúc đấy đi xe máy thì anh thích trải nghiệm một mình một xe hơn là chở một ai đó đằng sau. Còn bây giờ nhu cầu của anh cũng đi lại cũng nhiều, nhưng mà anh thích ô tô, đơn giản là anh thích ô tô thôi. Nếu mà anh đã nói đến vấn đề ô tô thì em thấy nếu mà với cái tầm giá cùng tiền như vậy thì anh nên sở hữu một con xe đẳng cấp. Đó là vì tại sao? Nếu mà dòng xe máy 350 triệu, 360 triệu thì đấy dòng đu là một đẳng cấp. Nếu mà 350 triệu với 360 triệu thì ô tô thì nó là một thằng cấp. Đúng không? Em thấy anh xe anh thì lắc màu vào thì khác gì cho taxi đâu. Đúng không? Nói thật với chú nhá, ok, nó giống taxi đúng không? Nhưng bây giờ anh hỏi chú là ở Hà Nội đi. Và nếu mà xe taxi to như kiểu taxi ở trong Sài Gòn luồn lách làm sao được đấy. Bây giờ nhu cầu sử dụng của gia đình anh, rồi của riêng bản thân anh là anh đi diễn. Thế bây giờ đi vào tắc đường, ok, anh có thể tiết kiệm thêm tí nữa, anh mua được mẹc này, rồi là các kiểu. Nhưng vấn đề của anh là bây giờ chỉ có nhu cầu là có xe đi làm thôi. Là con xe này nó rẻ, anh mua con xe này. Và anh đảm bảo luôn là rất nhiều người đang chạy xe ngoài kia cũng chạy con i10, thậm chí là chạy những con dòng tương đương. Tại vì nó gọn nhẹ, nó dễ luồn lách, đơn giản thế thôi. Em bắt đầu thấy cái bầu không khí hơi căng thẳng rồi đấy. Hai cái suy nghĩ cực kỳ khác nhau, nó gọi là một bên âm một bên dương đấy, mà không biết bên nào âm bên nào dương đấy. Qua những lời tâm sự vừa rồi thì em thấy thời gian anh sử dụng chiếc xe cũng đã khá lâu rồi. Thì hai anh có thể cho em biết được là ưu điểm và nhược điểm của chiếc xe của anh là gì không ạ? Cho em 3 ưu điểm và 3 nhược điểm đi. Đầu tiên là anh Thắng trước. Ưu điểm đầu tiên của con i10 là nhỏ. Nhỏ? Nhỏ về cái body bên ngoài. Ưu điểm tiếp theo nhưng lại không liên quan đến nhỏ là to. Đấy là cái khoang ngồi nó rất là rộng, thoải mái. Cảm giác lái rất là thoải mái, êm ái. Và mình muốn làm gì với nó cũng được. Cái thứ ba nữa là nó từ cái ưu điểm là nó nhỏ nên là di chuyển trong phố rất là dễ. Nhất là giờ tan tầm các thứ là mọi thứ đều rất là thoải mái. Không có một sự gò bó hay là ức chế nào về cái việc là ngoại hình quá to không luồn lách được. Hay là lúc nào cần thì anh có thể lách được rất nhanh. Thế còn khuyết điểm là gì ạ? Cho anh ba khuyết điểm đi. Khuyết điểm ok, lại liên quan đến cái ưu điểm của nó là nhỏ. Lại nhỏ và to à? Cái khuyết điểm đầu tiên của nó là tại vì nó nhỏ nhỏ xinh xinh nên khi đi lên cao tốc, khi đi đường dài nó có thể nói dùng một từ là yếu. Nó không vọt lên nhanh được. Máy không khỏe á? Máy không khỏe. Nên là khi mà mình chạy cao tốc mình muốn vượt thì mình cũng gặp trở ngại ở cái tại vì bắt nạt, tại vì những cái xe khác bắt nạt đấy. Thế sao không mát ga được. Thế còn hai khuyết điểm nữa? Khuyết điểm tiếp theo là nó chở được ít người. Với cái khoang mặc dù là rất rộng và thoải mái nhưng mà chỉ chở được thêm 3 người lớn nữa thôi. Còn trẻ con thì ngồi thì đôi khi phải ngồi lên lòng. Chứ nó không rộng rãi như những xe khác để có thể là đứa trẻ con có thể lăn lây bò quài, nó chạy lăn con vào trong xe. Rồi.
Còn một khuyết điểm nữa mà anh ai nở nốt. phần vần qua thật ra là anh rất yêu xe của anh và anh không thể nào có khuyết điểm gì hả? Tôi cảm thấy cái xe này có tuyệt vời nên là cái khuyết điểm cuối cùng của nó là thực ra là tôi không nghĩ được khuyết điểm nào cả. Khuyết điểm của cuối cùng của nó chính là nó làm tôi cảm thấy hài lòng với nó quá nên tôi không biết là tôi chịu được. Vậy là chiếc xe Hyundai i10 của anh có ưu điểm đó chính là nhỏ gọn, tiện lợi, khoang lái rất to và tiện lợi để di chuyển đi lại. Còn khuyết điểm đó chính là chỗ ngồi hẹp đúng không? Chỗ ngồi hẹp này. Rồi là không phải chỗ ngồi hẹp mà là cái chỗ ngồi nó bị hạn chế. Chỗ ngồi bị hạn chế này. Rồi là vận tốc để mà mát ga như anh nói thế là nó cũng dễ bị hạn chế, và nếu mà đi đường cao tốc là dễ bị những cái xe to khác nó bắt nạt đúng không? Còn đối với anh Đức Anh thì chiếc xe Ducati của anh có ưu điểm và khuyết điểm gì, anh cũng cho em 3 cái đi. Ok. Ducati Scammer có rất nhiều ưu điểm. Một là tốc độ đề pa của nó rất mạnh. Tốc độ đề pa là như nào ạ? Có nghĩa là mình lên ga đầu rất mạnh. Lên ga đầu. Một phát đấy. Một phát lên luôn. Một phát lên luôn. Vâng. Chỉ 3 giây mình lên hơn 100 cây. 3 giây lên hơn 100 cây. Đúng rồi. Cả cái nữa là khi mình sử dụng đường trường thì tốc độ của nó có thể lên được 160, 180, 200. Ui. Đó là vì sao có thể nói đến ô tô là mình ăn đứt ô tô khi mình đua đường trường. Ui. Đó, còn vấn đề nữa là ngoại hình của nó rất hợp với mình với chiều cao quá thấp. nhưng mà em thấy cái xe của anh ấy cũng rất là cao, tại sao lại hợp với anh quá thấp là như thế nào? 1m73 với chiều cao yên của nó có 64 thôi. À thế ạ? Rất là thấp, vì nó là dáng thuần classic, không như các dáng xe phân khối lớn. Vâng, thế còn khuyết điểm của chiếc xe anh là gì ạ? Khuyết điểm của nó thì là bởi vì nó là sử dụng dòng máy động cơ, máy V Twin, nên thành ra là cục máy rất nóng. Khi chạy đường một mùa hè thì rất khó chịu khi chạy đường trong đường tắc. Cái cục máy đấy nó ở phía nào anh, tức là hai chân anh ngồi hai lên? Hai chân mình đã kẹp vào giữa cục máy. Ôi, thế nếu mà khi mà cục máy nó mà nóng thì bỏng cái thì sao anh? Đó, thì về chính vì đấy là cái nhược điểm của nó là rất là nóng. Ôi, nếu mà như thế này thì em cũng phải suy nghĩ lại, bởi vì là nếu mà em mà sở hữu con xe này mà thế này thì chết đấy. Xe anh mặc dù nó hơi bé nhưng nó mát lắm. Mát lạnh, đi mùa hè là có điều hòa. Thế nhưng mà đây đi mùa hè, kể mùa hè không biết là mùa hè mùa công, nhưng mà đi lâu là nó sẽ nóng máy. Mà nóng máy thì thôi bỏng chỗ nào còn nóng. Em bị say xe không đi được ô tô. À, đi là còn một cái khuyết điểm nữa là như nào? Còn cái vấn đề là xe nó sự là bản Icon nên thành ra full option của nó hầu như là toàn bằng kim loại. Tất cả đều bằng kim loại. Nên rất nặng. Nặng, đúng rồi. Nó sẽ rất nặng. À, sao mà vừa nãy em đã định đi tay em ra dựng cái xe lên mà không thể nào mà dựng được. Thế thì cái nhược điểm cuối cùng của nó, bởi vì nó là dòng xe cao cấp của dòng phân khối lớn, nên thành ra là chế độ bảo dưỡng của nó và chăm xe rất là đắt tiền. Hàng tháng bảo dưỡng của nó mỗi lần đi bảo dưỡng đến 10-20 triệu. Ôi thế thì tốn tiền phết anh nhỉ. Em cũng là... cái này em cũng một vấn đề để em phải suy nghĩ. Ô tô em ơi. Thế thì vậy là chiếc xe của anh Đức Anh là chiếc xe Ducati thì có những cái ưu điểm là ngoại hình đẹp đúng không? Okay. Ngoại hình đẹp này, tăng tốc rất là nhanh, rất là tiện lợi đúng không anh? Còn cái khuyết điểm đó chính là nặng này. Đấy, xe xong rồi máy nó nóng, máy nó rất là nóng. Và với cả tốn tiền nuôi quá anh ạ. Em thật một tháng mà đi bảo hành 10-20 triệu chắc chết. Bây giờ những... Nuôi chó còn dễ hơn mà ôi trời ơi. Chó còn biết trông nhà chứ còn cái xe này mà ở nhà trộm nó khiêng đi luôn đấy. Vừa rồi em đã tâm sự qua với hai anh về ưu điểm và khuyết điểm của hai chiếc xe. Em cảm thấy hai anh rất là tự hào về chiếc xe của mình. Đấy, thì bây giờ em có một trải nghiệm như thế này. Anh Thắng sẽ thử trải nghiệm chiếc xe của anh Đức Anh và ngược lại anh Đức Anh trải nghiệm xe Hyundai i10 của anh Thắng. Okay. Để xem là chiếc xe của đối phương có những ưu điểm và khuyết điểm gì có thể làm mình thay đổi suy nghĩ của mình bắt đầu hay không. Có được không ạ? Ok. Và đây chính là hai chiếc xe Hyundai i10 và Ducati Scamper. Và bây giờ hai anh có thể trao chìa khóa cho nhau rồi cùng nhau trải nghiệm hai chiếc xe này được không ạ? Ok. Anh.
Đấy, này, em có một điều căn dặn hai anh là nếu mà đi chiếc xe của đối phương thì nên giữ gì cho đối phương một chút. Có hận thù gì thì chúng ta giải quyết sau nhá. Ok. À, vâng. À, bây giờ chúng ta thử chiếc xe này trước được không ạ? Ok. Sao? À, hai xe an toàn chưa anh? Okay. Nguyên vẹn đúng không ạ? Anh Thắng ạ, em thấy hợp lý đấy. Sắp đến, sắp tới là em lập gia đình chắc em nghĩ đến bún bánh. Anh nói dạy em chí phải. Người đi trước bây giờ người ta. Thì sau thì anh cũng hơn em một số tuổi và có nghĩa là những trải nghiệm của em thì anh cũng đã từng trải qua rồi. Nhưng mà hôm nay chạy chiếc xe này thì tự nhiên anh còn nghĩ lại một cái việc là rất có thể là trong khoảng thời gian này thì chưa, nhưng mà về sau này khi mà mọi thứ về gia đình rồi về kinh tế ok hơn thì chắc là anh sẽ mua một chiếc mô tô để cuối tuần có thể gặp với anh em. Mình có điều kiện là mình sẽ vẫn có thể tiếp tục đam mê anh nhỉ? Cảm ơn em. Vừa rồi là những trải nghiệm của chúng tôi về hai chiếc xe có cùng một giá tiền nhưng mà cái mục đích sử dụng của chúng hoàn toàn khác nhau. Những ý kiến của khách mời có thể là đúng hoặc là sai đối với các bạn. Chính vì thế, các bạn hãy gửi những lời đóng góp, những ý kiến vào dưới comment cho chúng tôi để chúng tôi có thể biết được những mong muốn của khán giả là như thế nào. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là ai trong số tất cả chúng ta đều có thể trở thành khách mời của chương trình Trắng Auto. Chỉ cần các bạn điền thông tin và gửi cho chương trình chúng tôi, chúng tôi sẽ tự liên hệ với các bạn.